cái mô hình ra thì chi để khi mà các bạn mà tính toán về cái lượng ha, và các bạn lấy xét nghiệm thì các bạn cũng biết được là cái lượng này là đang là bình thường hay là nó đang bị mất cân bằng. Thì qua cái mô hình ví dụ như con chó các bạn, thì cái lượng mà vật chất khô nó chiếm 40% và cái lượng mà dịch lượng dịch nước trong cái tổng số cái trọng lượng cơ thể, ví dụ là con này là 10 kg thì nó chiếm khoảng 60%. Thì trong 60% cái dịch thì nó gồm cả nội và ngoại bào, không, dịch của cơ thể gồm cả nội và ngoại. Thì trong cái ngoại bào thì thường là nó chiếm khoảng 40% trong tổng số 60% này, 40% cái dịch, còn lại là cái nội bào thì nó chiếm khoảng 20%. Và khi mà 20% này thì thường chúng ta lấy mẫu, đây là mẫu máu nè, mẫu dịch đó. Thì trong 20% này thì chúng ta nhận thấy được là khoảng 5% là cái tế bào, nó là cái huyết tương các bạn, tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, và một phần nữa nó là cái dịch, hỗ trợ bên ngoài. Thì tổng cộng của nó là 20%. Thì trên mèo thì cô cũng tính cho các bạn là trên mèo 5 kg. Thì khi mà các bạn mà đối với các cái đối tượng mà các bạn làm ấy, hoặc là trên trâu bò thì nó cũng theo một cái nguyên tắc như vậy, thì các bạn sẽ tính ra cái nồng độ và cái chất mà nó có thể là nó thiếu. Đây, cái đây là cái bình thường, dịch thể bình thường trong cái cơ thể con thú. Rồi cái nếu mà cái phân bón dịch thể bình thường như vậy mà nếu nó thay đổi, thì khi nó thay đổi thì một là nó tăng, hai là nó giảm, nhưng mà hầu như là nó sẽ giảm cái thể tích, giảm cái số lượng. Thì khi giảm thể tích và số lượng thì chúng ta phải biết nó giảm do nguyên nhân do gì, đúng không, và giảm bao nhiêu, bằng cái cách là nhìn cái biểu hiện triệu chứng bên ngoài, bằng cái cách là chẩn đoán qua các cái chẩn đoán phi lâm sàng xét nghiệm, để chúng ta chẩn đoán là nó đang thiếu, và nó thiếu do cái gì. Thì sắp tới các bạn học mà về cái biện luận về cái bệnh nội khoa, về phần chẩn đoán mà phi lâm sàng, thì các bạn sẽ đọc các kết quả và phân tích sau khi các bạn đã học xong các cái bệnh về triệu chứng bệnh tích, những cái biểu hiện cơ chế của nó, thì chúng ta sẽ tiếp tục đọc tới cái phần mà xét nghiệm. Thì hiện nay thì các phòng khám hoặc là các cái cơ sở ta cũng đã tính tới cái việc là chẩn đoán chính xác ha, giải thích. Mặc dù là xét nghiệm phi lâm sàng giống như trong cái thể dịch này, bình thường hồi cách đây khoảng 10 năm thì các bạn vẫn nhìn không cần phải xét nghiệm, vẫn có thể chẩn đoán nhưng mà chưa chính xác, nhưng mà vẫn biết được tình trạng bệnh có thể nó do cái nguyên nhân do cái gì. Còn đối với hiện nay thì chúng ta là trình độ dân trí cao, khách hàng chúng ta là có một cái kiến thức về như điều trị về bệnh cao, do đó chúng ta phải giải thích chính xác, phân tích đúng cái cơ chế để thuyết phục người ta hơn. Đối với cái thể dịch này mà nếu như nó giảm thì theo các bạn thì giảm thì do cái gì? Giảm do cái gì? Ví dụ như là mất nước đi. Giảm cái thể tích con chó này nó bị mất nước, mình nói là hôm nay nó bị mất nước do là nó có một cái bệnh gì, thì chúng tôi sẽ truyền nước nó, không chỉ định là tôi sẽ truyền nước nó. Vậy thì chúng ta phải nói được là tại sao, hoặc là cái lý do, đúng không, lý do tại sao mà nó bị thiếu cái này, xét nghiệm đọc cái gì để biết. Thì theo các bạn thì nó mất cái thể dịch này, mất cân bằng này là nguyên nhân do cái gì các bạn? Các bạn suy nghĩ nguyên nhân do gì? Các bạn có thể nhắn trong group ra thì cô sẽ coi để đọc các cái câu trả lời của lớp ha. Nguyên nhân do gì các bạn?
do đi ngoài đúng không, do đi ở ngoài do tiêu chảy đúng không, Thiên Quyên nói là do tiêu chảy, đi tiêu chảy thì nó cũng mất cân bằng nè. Rồi do gì nữa Hoàng, nếu không tiêu chảy mà nó cũng mất nước do gì Hoàng? Nhiều quá mất cái dịch ha, cái dịch trong cái hệ tiêu hóa ha, bỏ ăn, đúng rồi ha, bỏ ăn, do có thể là xuất huyết, đúng rồi, xuất huyết chảy máu thì nó cũng bị mất máu ha, dịch có thể làm máu nữa, đúng không? Rồi do gì nữa bạn? Do nhiệt độ cao, sốt ha. Bon Sam này là bạn nào vậy ta? Đúng rồi, một cái nữa là do bị phỏng ha, bị khẩu phỏng thì nó cũng sẽ là nó sẽ từ ở bên bên trong ha, cái nội mô để nó ra bên ngoài, bị phỏng, bị dị ứng, đúng không? Bị sốt, bị phỏng, bị dị ứng. Chính xác các bạn. Thì các nguyên nhân các bạn có thể đưa ra để mình có thể là tầm soát để chẩn đoán ha. Thì cô cũng thống kê cho các bạn ha các cái nguyên nhân. Thì nguyên nhân này có thể là sốt đúng không, tăng nhiệt độ sốt để nó có thể là điều phối để nó làm cho hạ cái nhiệt độ đó, để nó điều hòa lại ha. Thì khi mà nó bị tăng quá mức, điều hòa không kịp thì nó cũng mất nước đúng không? Rồi xuất huyết ha, chảy máu, thì bị chấn thương, chảy ói, bỏng, rồi một cái nữa, ví dụ như các cái con mà nó bị ngộ độc nè, hoặc là nó bị tích dịch sông bụng nè, hoặc là thiếu các albumin do là bị gan nè, thì thường là chúng ta cũng phải giải độc nó, hoặc là để cho nó giảm bớt cái hàm lượng dịch ở trong các cái xoang, sông bụng, sông ngực, thì thường người ta cũng sử dụng cái thuốc lợi tiểu, mà lợi tiểu thì nó có thể là nó chưa bù kịp để nó có thể là nó cũng bị mất nước nè. Và một trường hợp nữa bạn, do là thận thận suy thì thường là nó sẽ không có tổng hợp để bù bù nước, hoặc là khát nước không có bù đắp được à. Thì đó là các cái nguyên nhân, nguyên nhân để giảm cái thể tích, có thể là giải thể tích dịch như các cái ion không, các cái lượng mà về các cái khoáng và kể cả máu không, kể cả máu đó. Thì khi mà như vậy thì chúng ta sẽ nhìn biểu hiện triệu chứng ha, triệu chứng để mình có thể là nói, cô nói bạn vừa lâm già sàng và phi lâm sàng đúng không, thì cái triệu chứng của nó, dấu hiệu trước tiên là da nhăn nhiều đúng không, nắm thả lên thì cái độ đàn hồi nó không có cao đúng không, đàn hồi nó không bình thường, khi nắm thả là khoảng 3 giây là nó sẽ trở lại cái vị trí bình thường như trên chó trên mèo, nhưng mà khi chúng ta thả ra tới 1 phút vẫn chạy từ 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 ha, thì chúng ta biết được cái sự mà mất nước của nó qua cái triệu chứng là cám ha. Rồi cái nữa là trên heo thì thường mà khi mà nó mất nước thì cô cũng đã giảng trong các cái lớp mà các bạn đã học qua với cô, thì thường là con mắt nó sẽ trũng sâu đúng không, mắt nó sẽ trũng sâu đó. Rồi cái nữa là có thể làm nó ốm, nó giảm trọng lượng đúng không, ốm giảm trọng lượng rồi, có biểu hiện là khát nước đúng không, rồi cái nữa là cái mạch yếu hay là huyết áp nó giảm, mạch yếu huyết áp giảm. Thì trên chó mèo thì thường người ta sẽ bắt mạch các bạn, bắt mạch hoặc đo nhiệt độ để kiểm tra cái huyết áp của nó nha. Rồi niêm mạc, niêm mạc sẽ khô, niêm mạc khô, rồi các cái biểu hiện ví dụ như lông xù, da xù, nó sẽ khô xù ha, da khô xù lên, thì đó là cũng những cái triệu chứng mà người ta có thể nhận biết được khi nó giảm cái lượng dịch ha, lượng dịch. Rồi thì nếu mà chúng ta đã
chẩn đoán như vậy nha, bằng triệu chứng lâm sàng, đúng không? Nếu mà chúng ta tiến hành ha, sau này các bạn học về bệnh nội khoa, chúng ta tiến hành các cái xét nghiệm thì thường chúng ta sẽ kiểm tra cái nếu mất máu thì chúng ta kiểm tra cái lượng là hematuris ha, hồng cầu, hoặc là kiểm tra cái về cái tiểu cầu khi mà con thú nó nhờn nhạt hoặc là khô hoặc là mất máu hoặc là xuất huyết, đúng không? Thì chúng ta kiểm tra cái ví dụ như là cái chỉ số cái PCB hoặc là cái BLT không, để kiểm tra cái hàm lượng đó về cái thể tích tế bào máu đó. Hoặc chúng ta có thể kiểm tra về cái tổng số protein tổng số protein. Thì đối với cái tổng số protein này thì theo các bạn thì các bạn nghĩ nếu như nó thể tích dịch nó giảm thì cái tổng số protein này là tăng hay giảm so với cái chỉ số trung bình theo các bạn nha, thì như thế nào các bạn nhắn vào trong cái group ha. Nếu như mà giảm thể tích dịch thì khi chúng ta xét nghiệm tổng số protein thì nó tăng hay là nó giảm so với cái mức trung bình, cái mức chuẩn, tăng hay giảm các bạn? Siêu là giảm không? Còn ai có ý kiến khác nữa không các bạn? Mạnh dạn lên theo các cái suy nghĩ của mình các bạn. Các bạn mạnh dạn lên để nhắn ha. Giữ nguyên không? Sáng là giữ nguyên ha. Theo khoa là tăng đúng không? Ba bạn có ba ý khác nhau. Thì khi các bạn đưa ra ý kiến thì các bạn phải giải thích được ý kiến của mình, tại sao là mình nói nó tăng, tại sao mình nói nó giảm và tại sao là mình nói nó không nó không có những cái khác gì. Thì vậy thì mình đưa ra cái cách chẩn đoán bằng lab này nó có hiệu quả khi sử dụng cái chỉ số mà đầu tiên tổng số này không, đúng không? Theo sáng thì không có thay đổi thì mình đưa ra nó có ý nghĩa gì không nè? Không có ý nghĩa thì đâu có đưa ra đâu các bạn nhớ, thì là cái giữ nguyên là không đúng nha. Còn cái tăng và cái giảm siêu tại sao thì nó giảm siêu? Em thì tại sao đầu tiên tổng số nó giảm? Siêu là làm ở phòng khám là có đầy đủ các cái thiết bị không, đọc kết quả xét nghiệm là sẽ giải thích được. Giảm là do con vật khi bệnh nên quá trình giải phóng năng lượng lấy từ chất lượng trữ không, nó không ăn được không? Ý là tâm nói vậy đúng không? Nếu hết từ từ thì nó sẽ giảm protein đúng không?
Còn theo khoa thì nếu như mà giảm thì không có ý nghĩa trên biểu hiện triệu chứng lâm sàng ha, không biểu hiện triệu chứng lâm sàng thì cô đọc để các bạn suy nghĩ không. À, còn theo khuyên á thì có cơ thể bình thường thì ảnh hưởng đến việc chuyển hóa các cái chất như là tổng hợp protein nên là nó sẽ giảm. Con nghĩ là khuyên nói là nó sẽ sử dụng đúng không? Khi đó thì nó sẽ sử dụng mà nó không có được tổng hợp thì nó giảm, nó thiếu, đúng không? Còn ai có ý kiến khác nữa không ạ? Chó rồi thì À, bồi trọng nè. À, bồi trọng là giảm hay tăng? Trọng bồi ha, bồi trọng. Bồi quá trọng ha. Giảm hay tăng trọng, tại sao trọng? Kiến nữa ha. Thì cô sẽ phân tích cho các bạn ha. Thì cái protein tổng số này nó sẽ tăng như vậy. À, trong trường hợp giảm cái dịch này thì nó sẽ tăng. À, tại sao tăng? À, tại vì nó mất các cái khoáng vi lượng ha, thì nó làm cô đặc lại cô đặc lại cái dịch đó thì thường là nó sẽ tăng thường thì nó sẽ tăng. À, đó là cái không phải giống như bạn mà phân tích là do là nó lấy cái sử dụng đó thì nó không uống vô thì nó sẽ không đủ hay nó ăn vô không đủ, nhưng mà cái lượng dịch đó nó bị mất đi làm cho cái ví dụ đi, ví dụ như trong lòng ruột đi thì bình thường cái con bú mà nó không có tiêu chảy thì nó đi phân ra bình thường, có phân hay nó thành cục phân đàng hoàng. Còn khi mà nó thì khi bình thường như vậy thì các cái khoáng ví dụ như là natri kali ha, thì từ ở trong lòng ruột nó sẽ vận chuyển ra bên ngoài thành tế bào, và nước bên ngoài nó cũng vận chuyển đi qua đi lại đúng không, là bình thường. Nhưng mà nếu như có một vấn đề ví dụ như là ngộ độc thực phẩm hay là bị ảnh hưởng do virus thì thường là cái tế bào niêm mạc ruột nó bị tổn thương, thì khi tổn thương á, thì cái sự mà lưu thông đó nó sẽ không có trao đổi được, do đó thì nước nó giữ ở trong trong cái lòng ruột, và khi đó thì nó đi nước ra ha, đi nước đi cái khoáng ra thì làm cho giảm giảm cái lượng đó, thì ở bên cái protein nó sẽ cô đặc lại, nó không có được pha loãng, không có thể mà hòa lại để nó có thể là tiếp tục để sử dụng cho cái cơ thể. Do đó thường chúng ta mà lấy kiểm tra thì tổng số nó tăng này, tổng số nó tăng được chưa đó. Nên là chúng ta nhớ ha, theo chúng ta suy nghĩ nhưng mà phải theo đúng cái cơ chế mà giải thích theo cái hoạt động cái trao đổi chất nè. Rồi cái thứ hai nữa là cái tỷ trọng nước tiểu nó cũng tăng vì nó cũng có sự cô đặc lại giống như cái tổng số protein vì nó có sự mất nước Rồi, thể tích hồng cầu thì thường thể tích hồng cầu nó giảm ví dụ như trong những cái trường hợp mà chảy máu xuất huyết không? Hoặc là nãy tôi nói với các bạn mà cái về cái tiểu cầu đó, nó giảm tiểu cầu, ví dụ như là nó bị xuất huyết chảy máu mũi, chảy máu cam hoặc là đi phân có máu thì khi kiểm tra thì nó giảm cái lượng hồng cầu. Chắc là bạn Trọng bị mở máy rồi, không không có tắt nghe ồn.
Nguyên nhân có thể là do là tổn thương thận ở cái giai đoạn đầu, thì
chúng ta xét nghiệm chúng ta cảm thấy được là cái lượng nó sẽ tăng, nó thay đổi nha các thường đó. Rồi cái nữa là có thể là chúng ta ăn nhiều muối giống như trên người vậy các bạn, thì thường là nó bị phù, nó bị tích tích dịch, tích ở ngoài cái ngoài da, các bạn thấy nó nặng nề, thấy nó nặng nề, thì trên chó mèo, trên trâu bò thì nó vẫn có. Ví dụ như là trên bò là thường người ta sợ nó thiếu muối nè, thiếu khoáng, hoặc là cái khoáng phi lượng á, nên là thường cho ăn đá liếm, hoặc là thường quậy muối các bạn, quậy muối muối hột, muối của mình á ha, để cho nó uống. Thì nếu như nó quá nhiều thì nó cũng sẽ dẫn tới là dạng phù ha, nó bài thải không kịp, nó cũng sẽ tích dịch, dịch nó cũng sẽ tăng nè. Rồi một cái hội chứng nữa thì thường là nó sẽ có cái hoặc rối loạn cái hormone, cái hormone về cái bên tiết thượng thận ha, ADH thì thường nó sẽ làm tăng, nó rối loạn về cái chức năng mà thận, về cái quá trình lọc nước tiểu ha, thì nó cũng sẽ gây ra cái tình trạng là phù hoặc là dư dịch, dư dịch tăng dịch. Thì nếu như mà ai mà cảm thấy nó bị những cái việc đó thì nếu các bạn cần thì các bạn xét nghiệm, các bạn có thể gửi lên cái hormone này, các bạn có thể gửi mẫu lên ví dụ thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Từ Dũ nè, có thể là bệnh viện Đại học Y Dược, thì nó sẽ nhận dịch vụ để nó sẽ xét nghiệm để gửi cho chúng ta. Thường thì cô cũng sẽ giới thiệu các bạn vậy, để tầm soát ví dụ như vậy, các cái hormone tyrosine nè, ADH nữa ha. Rồi một cái nữa thì các bạn biết rồi, nếu bạn mà đã qua cái quá trình mà làm việc thì đối với corticoid thì cái phần mà giữ nước của nó ha, thì sử dụng nhiều cái corticoid nó cũng sẽ tích ha, tích tích nước ở dưới mô, dưới da, hoặc là tích ở trong cái mô bào. Rồi, triệu chứng thì cũng giống như nãy ha, thì chúng ta nãy chúng ta thấy là nếu như giảm thể dịch thì nó sẽ giảm huyết áp, còn đối với tăng thì nó sẽ tăng huyết áp đúng không, mạch thì sẽ tăng hơn, do là cái sự cơ bóp nó đẩy ít thì làm cho nó phải kéo theo cái sự là phải đẩy đẩy ít nhưng phải nhiều, cứ nhiều nhiệt hơn, do đó là mạch nó sẽ tăng hơn đúng không. Rồi một cái nữa thì đẩy nhanh đẩy nhiều vậy thì thường là các mạch nó bị phù hoặc bị giãn, nhất là trên bò các bạn, sẽ thấy nó là giãn cái tĩnh mạch hay cái tĩnh mạch cổ, phù cái tĩnh mạch cổ. Thì thường ví dụ như trên bò mà bạn Trí mà ngày hôm qua mà hỏi á, thì thường nó có cái bệnh về cái là viêm màng bao tim á, tích nước màng bao tim, thì thường là nó sẽ gây ra biểu hiện là nó đẩy, nó bị áp lực đó, nó yếu, tim nó hoạt động nó giảm, nó không hiệu quả, thì nó phải cố gắng đẩy, cố gắng hoạt động nhiều thì nó gây ra giãn ha, phù và giãn các tĩnh mạch ở cổ nha. Rồi một cái nữa thì cô cũng nói với bạn nãy thì nó sẽ kéo theo cái việc là hô hấp, gây ra cái biểu hiện là thở khó, và thường thì nó sẽ nằm ngửa, ví dụ như trên chó trên mèo ha, ví dụ như khoa nè, ví dụ như là siêu nè, hai bên nữa mà điều trị ở trên chó mèo, thì những cái con mà tích dịch xong bụng nữa ha, thì cảm thấy nó thở khó khăn, cảm thấy mệt nhọc, cảm thấy là không muốn đi đâu hết đúng không. Và thường chúng ta sẽ nghe thì nghe có âm ran đúng không, âm ran ướt hoặc là cái âm bơi ở trong cái các cái xoay các cái vị trí đó ha. Còn nếu như mà ở da thì các bạn sẽ bớt, bạn cảm thấy nó thủy thủng ha, tích dịch ở dưới da, đó là cái biểu hiện triệu chứng lâm sàng nha. Rồi thì theo các bạn nếu như mà nó có những cái tăng dịch như vậy thì các bạn làm gì để xử lý cho nó tăng, nó giảm, nó điều phối lại, theo các bạn thì các bạn làm gì, hay là chúng ta là sử dụng thuốc gì để làm cho giảm cái dịch khi mà nó bị thì các bạn có thể nhắn nha, hoặc là các bạn có thể nói là nếu giảm giảm dịch thì chúng ta làm gì, nếu như tăng thì chúng ta làm gì, thì
khi mà chúng ta chẩn đoán như vậy nó khác với cái bình thường thì chúng ta đưa ra. Đáng lẽ là cái này là tôi sẽ cho các bạn là học vừa tới bên nội khoa thì các bạn mới ghép vào được, nhưng mà sẵn đây thì chúng ta cũng đưa ra luôn để các bạn có thể có cái sơ khởi, sau đó thì các bạn học các bạn sẽ được nhắc lại một lần nữa nha. Vậy thì nếu như mà giảm dịch thì các bạn làm gì và tăng dịch các bạn làm gì? Theo các bạn trước tiên là giảm trước ha, hay là các bạn có thể ghi luôn cả hai?
Tại vì hai cái loại thuốc này đều là lợi tiểu ha. Nhưng mà đối với những con mà suy thận á thì thường cái urotropin á nó gây ảnh hưởng, nó làm cho cái thận nó sẽ tác động vào cái tế bào thận và nó sẽ gây suy nhiều hơn. Do đó thì nếu như mà cái con đó mình chưa có tầm soát, chưa có xác định nó biết là nó có suy thận hay không, thì vô tình mình sử dụng thì nó sẽ gây suy thận thận và gây ảnh hưởng, có thể là gây chết bé ha. Nên là chúng ta là cân nhắc để sử dụng. Thì thường nếu như mà chắc chắn thì chúng ta sử dụng cái furosemide đi ha. Rồi ok bạn Khoa ha. Thì sử dụng để hỗ trợ cho nó khi mà nó giảm cái lượng dịch mà nó tích đó, thì chúng ta ngưng à, chứ không phải là dùng suốt. Đúng rồi. Thường dùng suốt thì nó ảnh hưởng các cái trao đổi các cái khoáng vi lượng ở trong cơ thể, thì nó cũng làm cho cái bệnh khác thêm đúng không. Lợi tiểu rồi thì các bạn đưa ra đó cô đồng ý ha. Rồi giờ một cái vấn đề nữa thì chúng ta cũng trao đổi nữa, thì giờ các bạn nói là lợi tiểu đúng không, dịch tích dịch thì chúng ta là lợi tiểu, hút dịch ở trong xoang để giảm nè đúng không, điều trị các cái nguyên nhân ví dụ như là nó do nó thiếu máu, thiếu albumin, do nó nhiễm ký sinh trùng, ví dụ như là giun đũa nè, hay là nhiễm ký sinh trùng mà làm cho giảm cái hàm lượng mà dinh dưỡng hút máu ở trong dạ dày đi, trong ruột non đi. Thì con có ví dụ con cháu con mà 2 tháng tuổi mà chúng ta chưa có sổ giun đó không, thì nó ảnh hưởng nó bởi cái giun đũa mà khi mà mẹ nó truyền thì nó sẽ tích dịch. Thì khi tích dịch thì chúng ta là hút dịch đi, hoặc chúng ta lợi tiểu đó không, thì chúng ta tiếp tục là chúng ta phải điều trị nó bằng các cái nguyên nhân đúng không, các cái nguyên nhân hoặc là trên mẹ nó bị viết thì chúng ta phải hỗ trợ để điều trị nó không. Thì tiếp tục chứ còn chúng ta chỉ sử dụng để hỗ trợ cho nó lợi tiểu rồi thôi thì nó cũng không có khỏe, vì chưa gì chưa có hỗ trợ để điều trị cái nguyên nhân à. Rồi còn cái việc mà mất nước thì phải bù, thì chúng ta nếu thiếu khoáng thì bù khoáng, không thiếu máu thì bù máu, thiếu albumin thì bù albumin, không thiếu đường dextrose thì chúng ta sẽ bù cái lượng đó theo từng cái cơ địa của nguyên các cái bé nó bị ảnh hưởng do gì à. Thì sau khi mà phân tích vậy thì cô cũng tổng kết lại cho các bạn ha. Thì nếu như tăng dịch thì chúng ta sẽ lợi tiểu à, trừ là do là bệnh thận ha. Thì chúng ta lợi tiểu chúng ta chú ý ha. Rồi cái phần mà kiểm soát cái phần mà lượng muối nó đối với mèo không ạ, thường đối với mèo người ta cho ăn á, thì thường xảy ra ví dụ như là lượng muối hay là lượng thức ăn trong cái quá trình mà ăn viên ăn hạt ha, thì chúng ta phải kiểm soát và phải tư vấn để giảm, hoặc là trên trâu bò không? Đó là cái việc điều trị can thiệp về cái tăng tăng dịch. Còn liệu pháp truyền dịch thì cô chia sẻ chuyên sâu luôn ha. Thế này trong sách các bạn chỉ biết tới là nếu như thiếu thế nào thì các bạn sẽ khẳng định truyền cái đó thôi, nhưng mà khi mà truyền dịch thì cô cũng nghĩ là sắp tới các bạn học dược lý thì các bạn cũng sẽ biết được cái phần cơ chế để truyền dịch. Nhưng mà hầu như các phòng khám hầu như hiện nay thì các bạn truyền dịch thì cứ con nó vô thấy mất nước là cứ lấy dịch ra truyền, truyền 20 ml nếu con nhỏ, 50 lít truyền lắp tách với con lớn, lớn hơn nữa là truyền 100 ml đúng không, vân vân. Thì nếu như mà chúng ta mà thực hiện mà khoa học, vừa để đảm bảo là con thú nó chỉ nhận đủ cái lượng mà duy trì đó, đủ cái lượng cấp mà khi nó bị thải ra, nó bị mất ra hoặc là chúng ta làm để chúng ta để một cách khoa học mà kiểm soát được cái lượng dịch truyền trong cái phòng khám của chúng ta, thì chúng ta phải tính được cái lượng dịch thay thế mất mất bao nhiêu phần trăm, mất qua cái nguyên nhân gì, ví dụ ói ngày ói bao nhiêu lần, ói bao nhiêu ml thì ói ra
tiêu chảy, đi tiêu chảy bao nhiêu lần, mất bao nhiêu nước, lượng của nước mà nếu như nó tiêu chảy nó khác nó uống bao nhiêu, vậy nó mất còn bao nhiêu thì chúng ta tiếp tục truyền nữa, chứ không phải là cứ vô 50%, 30%, 20% là chúng ta cứ truyền, đúng không? Mà nó sẽ cô cảm thấy các bạn ứng dụng như vậy thì nó không hiệu quả, đúng không? Thì chúng ta cũng nên biết để truyền cho nó hiệu quả. Đó đó là cách mà truyền dịch. Thì cô cũng hướng dẫn các bạn nha. Thứ nhất là loại dịch truyền. Thì nếu mất cái gì thì chúng ta cân bằng nó lại truyền. Thì thường ví dụ mất huyết tương trên người, đúng không? Thì chúng ta là truyền huyết tương thôi. Có ai mà truyền máu chưa bạn? Trong lớp mình có bạn nào đã từng điều trị bằng cách là liệu pháp truyền máu chưa? Khi mất máu đến cái một cái lượng thì người ta mới truyền, chứ không phải là muốn là truyền nhau cái lượng giới hạn. Và một cái nữa mà thì ví dụ như các bạn đang thiếu bạch cầu, đang thiếu cái lượng huyết tương, ví dụ như là thiếu cái plasma thì người ta truyền nữa thôi chứ không ai mà truyền hết. Nhưng mà đối với thú y thì hiện nay thì ở nước ngoài thì nó cũng có ứng dụng, có những cái ngân hàng máu để nó có thể tách ra, ví dụ cái túi máu nó sẽ có cái máy, cái thiết bị và nó có những cái tủ để nó dự trữ, ngân hàng máu nó dự trữ, nó bảo quản và nó theo dõi kiểm soát được. Với cái kinh phí nó rất là lớn thì người ta mới tách ra. Còn đối với thú y thì thường là chúng ta biết nó giảm cái lượng bạch cầu, thiếu cái lượng hemoglobin nhiều, hay là thiếu hồng cầu, hay là thiếu cái tiểu cầu, thì chúng ta là lấy để truyền, không truyền chung luôn, chứ cũng chưa có làm tới cái việc mà tách ra để truyền điều trị đúng chính xác ha. Thì chúng ta hiện nay như vậy cũng đã tốt rồi, tạm ổn. Và hy vọng là lớp chúng ta sau khi học xong cái lớp này thì có được một vài bạn thực hiện cái việc mà tắt cái này ra, là các bạn sẽ được nổi tiếng ha, các bạn sẽ được thành công rất nhiều, và cái này hỗ trợ về cái việc điều trị và nó cũng đặc thù hiệu quả nhiều, đúng không? Còn cái việc mà thiếu, ví dụ như là không ăn ói nhiều thì chúng ta là bổ sung gluco, đúng không? Còn nếu như mà ói nước đi tiêu chảy không có nước thì chúng ta là hỗ trợ cái các cái chất điện giải, đúng không? Rồi cái cấp tính, thì trên cái phần mà cái chai mà cái dịch truyền ha, ví dụ như là lactate nè, ví dụ như là cái saline nè, hoặc là dextrose nè, thì thường các bạn nhìn ở trong cái trên cái chai các cái sản phẩm đó, người ta có ghi cái nồng độ, đúng không? Thì ghi nồng độ thì thường các bạn nên chú ý, ví dụ như cái ivermectin cũng vậy, trên đại gia súc thì cái nồng độ nó sẽ là 10% trở lên, còn nếu như là trên thú nhỏ thì 1%, 2%, 5%, đúng không? Chứ không thể nào chúng ta mà sử dụng cái những cái loại đó, mình cũng nên lựa chọn thêm phần trăm phù hợp với cái lĩnh vực của mình. Hoặc là cái plasma, thì cũng có cái sản phẩm mà hiện nay chưa công bố nhưng mà có thể ứng dụng trên người, hoặc là những cái nhập sách tay về nha để sử dụng, thì chúng ta cũng nên chú ý đó. Rồi một phần nữa ví dụ như là các cái albumin, thì albumin thì thường thì cô cũng sử dụng, nếu như mà không có thì cô cũng ứng dụng, cô lấy ở trên người ha, để cô có thể là hỗ trợ để điều phối nó ha. Thì nếu như bạn có thì bạn sử dụng trên thú y thì càng tốt nha. Rồi thì cái phần này là cái phần mà của các cái nhà sản xuất ha, thành phần của dịch truyền thì các bạn coi để các bạn tính được cái lượng calo thôi. Cô sẽ gửi cái bài này để cho các bạn lưu lại, các bạn có sử dụng. Rồi chỉ định ha, nếu như mà truyền cái điện giải ha, thì chúng ta truyền khi nào? Khi mà truyền thì thường là duy trì nước ha, hoặc cái chất điện giải hàng ngày, như cái sự mất nước. Còn nếu như mà sử dụng cái dextro
suy thận thì thường chúng ta sẽ sử dụng để điều trị và nó bị keto ha. Thì những cái con này ví dụ như trên bò các bạn nghe có một cái mùi keto các bạn, nó thở ra có một cái mùi rất là đặc trưng, khó nghe khó ngửi, hoặc là trên chó nó thở ra cái mùi giống như mùi nước tiểu hoặc cái mùi ure. Và thường thì chúng ta hỗ trợ nó, ví dụ như là nó lọc máu nó không có trao đổi được thì mất máu thì truyền máu, và truyền hỗ trợ thêm cái destro hoặc cái ATP. Thì có thể thì nó bị hoại tử. Nếu như các bạn mà có gặp những cái trường hợp này thì cô cũng chia sẻ với bạn, ví dụ như là nó sẽ biểu hiện sau khi các bạn hỗ trợ xong, thì hoại tử cái lưỡi, có thể nó hoại tử và nó rụng luôn, nó rụng luôn cái lưỡi luôn đó bạn. Thì các bạn cũng đừng ngần ngại vì nó cũng sẽ cải thiện lần lần và nó sẽ lành, mặc dù là nó sẽ mất đi khi mà nó bị, nếu như điều trị mà chúng ta hỗ trợ con kịp thời thì nó sẽ bị nhiều, con nó sẽ bị cục hơn nữa cái lưỡi luôn đó bạn. Rồi một phần destro thì các bạn có thể sử dụng trong cái tiêu chảy ha, hỗ trợ cho nó tăng thêm cái năng lượng ha, ói ha, sốt cao. Rồi về cái phần mà huyết tương thì có cái destro hoặc cái xô thì chúng ta cũng tăng cái thể tích nó lên bằng cách là chỉ định trong việc ví dụ như là bị sốc, sốc phản vệ do là ngộ độc, hoặc là sốc do là sử dụng uống ăn thuốc diệt chuột, đúng không? Ăn bã đó thì trong chương trình các bạn cũng sẽ học cái môn độc chất, thì môn độc chất học thì nó ngược với cái môn dược lý, nhưng mà nó là nghiên cứu là đi để có thể là ngược để trung hòa để giải độc các cái chất gây độc. Thì trong cái phần này thì thường các bạn học cái môn độc chất thì nó cũng giải thích ví dụ như tại sao mà khi mà cái cơ chế mà cái con chó nó bị ăn bã trúng độc bạn, thì cái sự cấp cứu của chúng ta là nó thành công cao. Nếu thành công cao thì các bạn phải qua các cái bước ví dụ như là hấp thu, chuyển hóa, phân giải và bài thải, thì chúng ta phải biết được là nó đi vào, ví dụ con chó đem tới ăn bã, ăn từ khi nào, nếu mà trong vòng 2 tiếng 1 thì các bạn biết nó là mới hấp thu và nó đang còn ở trong cái dạ dày và nó chưa đi phân chuyển hóa và phân giải xuống ruột non, ruột già, thì chưa đi đến các cái hệ tuần hoàn, thì chúng ta hỗ trợ bằng cách là nó cho nó nôn và sử dụng các cái chất đối ngang đối kháng với nó để chúng ta cạnh tranh để thải các cái chất độc ra, đúng không? Và nếu như mà chúng ta không biết ví dụ như là các cái chất độc của chúng ta không biết được nó là chất gì để chúng ta có chất đối kháng, thì chúng ta cần phải phải làm gì các bạn? Cạnh tranh. Thì cạnh tranh thì các bạn bắt buộc các bạn phải sử dụng cái destro hoặc là gluco để cơ thể các mô bào nó sử dụng cái phần 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 cạnh tranh đó, nó ưu tiên cho sử dụng các cái chất và dinh dưỡng trước, nó không sử dụng cái chất độc các loại thải. Thì khi mà chúng ta sử dụng như vậy thì chúng ta tăng cường cái việc là thải qua phân và nước tiểu, thải nhanh cái lượng chất độc nó ra. Thì sẵn thì cô sẽ nói luôn cho các bạn vậy để các bạn có thể các bạn nắm hơn nha, vì cái này là bệnh nghề nghiệp mà, nên là tôi nói chứ phải nói cho nó nhiều để các bạn có thể các bạn về các bạn ứng dụng nha. Đó rồi thì các bạn có thể là ứng dụng trong cái việc là ngộ độc nha. Rồi nếu như mà nó đã xuống các cơ quan rồi, nó phân giải chuyển hóa rồi, đúng không? Thì chúng ta là tăng cường để hỗ trợ cho nó chuyển hóa, nó thải nhanh, đúng không? Bằng cách đó. Còn về các cái chất đối kháng thì các bạn lên có cái danh mục, thường là dược lý nó sẽ có cái danh mục về cái chất đối kháng để các bạn hỗ trợ, ví dụ như cái isoniazid thì các bạn hỗ trợ bằng cách là sử dụng cái vitamin B6 là cái chất đối kháng của nó, đúng không? Thì nó sẽ nhanh đó, hoặc là các bạn sử dụng cái cái Amitra thường là sử dụng, hoặc là ivermectin á, bạn sử dụng nhỏ gáy, hay là bạn tắm ví dụ trên bò thường xịt phun xịt và tắm cho nó bớt phe thì thường nó cũng có biểu hiện thần kinh, thì chúng ta cũng cần phải giải độc nó bằng các cái chất đối kháng, hoặc là cái sử dụng thuốc diệt chuột, cái nó sẽ bị
bị sốt huyết á, thì chúng ta phải sử dụng cái đối kháng đó là cái vitamin K ha, thì nó hạn chế đó. Thì sắp tới các bạn học các bạn sẽ nghiên cứu sâu về cái phần đó ha. Rồi có thể là đi sử dụng trong quá trình mà mổ ha, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái phần gastro này, nó mất máu mất dịch nhiều nha. Rồi các cái dịch truyền thì cô cũng có tổng hợp để gửi cho các bạn ha, ví dụ như trên thị trường thì các bạn về coi thêm ha. Chắc chắn các bạn chắc không để cái kali và cái canxi đồ ở trong cái dịch canxi ha, để trong phòng khám, nhưng mà mấy bạn thường là để là thuốc ha, nhiều như các cái miễn dịch canxi thì đôi lúc chúng ta cũng phải cần nó ha để hỗ trợ. Thì cô cũng để ra để cho các bạn có, các bạn biết ha. Rồi cách tính toán thì tính toán cái lượng dịch truyền ha, thì trước tiên là tính cái lượng mà dịch mất, như là ói, như là tiêu chảy, như là bị mất máu ha. Thì cái lượng dịch mất đó thì chúng ta phải bù đủ cái lượng mất đó theo cái nhiệt độ mà chúng ta tính toán để con phố nó duy trì ha, chưa nói là nó hòa nó bình thường, nhưng mà chúng ta phải đủ cái lượng duy trì. Ví dụ thiếu máu thì các bạn phải cung cấp đủ cái lượng duy trì là 40% trở lên, giống như nãy mà cô nói các bạn, mà cái lượng mà duy trì mà cái hình mà con chó với con mèo các bạn, đúng không? Thì cái tỷ lệ nó là bạn phải cung cấp là phải được là 40%. Do đó khi mà các bạn mà truyền máu, các bạn truyền ví dụ như là tiết kiệm đi, con poodle, con bull đi, hoặc là husky đi, nó nhiều nên là thường các bạn sẽ kiếm không có ra được, là nó phải sử dụng tới hai đơn vị theo cái số ký nó mới đủ. Thì chúng ta thường chúng ta cũng truyền để hỗ trợ, chúng ta cũng không tính nghĩ là một đơn vị là đủ, thì khi đó chúng ta truyền nó chưa đủ cái lượng để nó duy trì thì nó cũng ảnh hưởng tới việc hô hấp, ảnh hưởng tới cái việc thần kinh. Do đó thì chúng ta phải tính đủ cái lượng duy trì, ngoài cái lượng duy trì có thể là tăng thêm dư hơn tí nữa thì càng tốt đó, chứ đừng có mà hoặc tính mà nó thấp hơn cái lượng duy trì thì coi như cái việc điều trị chúng ta nó không hiệu quả ha. Và nếu như ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa nó tiếp tục mất thì chúng ta phải chỉ định để tiếp tục điều trị ha. Đó là nguyên tắc ha, nguyên tắc ha. Và đặc biệt thì ví dụ như là dịch truyền, các bạn truyền dư truyền thiếu các bạn không có cảm nhận được, nhưng mà đối với mà truyền máu các bạn không có chỉ định đúng là các bạn truyền, các bạn sẽ cảm nhận cái việc mà hỗ trợ đó nó thấy rõ ha. Ví dụ như cô ở cái nơi các bạn thường chuyển về á, hoặc là chuyển về bệnh xá, thường là những cái ca ví dụ như là truyền máu, hoặc là những cái ca mà khó biểu hiện mà nó chẳng nó không không ra, thì có một cái nơi ở quận 12, thì khi mà tết các bạn thì nó bị ký sinh trùng máu ha. Thì bé là bị xuất huyết mũi là cũng 2 lần rồi, rồi cũng cầm lại, nhưng mà thường thì bé nó cũng già nên là phòng khám cứ nghĩ là đã xuất huyết vậy đã cầm đầu rồi, thì bạn không có chẩn đoán về cái việc ký sinh trùng máu, nhưng mà con chó này nó cầm nhưng mà nó đã thiếu máu thì nó cũng chưa cải thiện gì, mình chưa có bù đắp, và cái lượng mà nó sản xuất á, nó không có đủ để nó duy trì, vì nó ảnh hưởng tới cái sinh trùng máu làm mất máu nữa, đúng không? Và con này á, con này nó có một cái biểu hiện các bạn, nó biểu hiện như thế nào các bạn biết không? Nó thường là nó sẽ nghiêng cái lỗ tai và nó lắc cái đầu, thở 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 nhanh, thở ngắn, thở nhịp thở nhanh hơn, và thường đi quay vòng tròn. Thì khi phòng khám nói là một là con này nó già rồi, do đó nó có thể là ký sinh trùng, là thường các bạn xét nghiệm các bạn sẽ thấy về cái sinh lý sinh hóa là nó biểu hiện cái chỉ số gan thận nó không có được tốt, nó không có được đẹp, thì nó có thể là ảnh hưởng gan thận đó. Thì già và đi nữa nên người ta cũng thường hay là cân nhắc lắm, tại vì những con đó nó cũng nguy hiểm, thường chưa chích ha, suy gan chưa chích là nó đã dở cái kim, bác sĩ mới dở cái kim lên là nó cũng đã tắt thở rồi, đúng không? Thì khi đem tới thì nó là thứ nhất là nó có thể là nó bị viêm tai, hoặc là nó bị thất điều vận động khi nó đi quay trùng trùng trùng, đúng không? Và khi mà con xét nghiệm xong thì cô chỉ định truyền, truyền xong là nó đứng dậy nó đi, nó không có lắc tai, nó không miễn tai. Còn khi bạn nó viêm tai thì bạn cũng đã sử dụng thuốc để điều trị viêm tai, và nó không hết thì nó là chắc nó
già quá rồi, cái trong đó nó có viêm, nó đau, nó đi rồi, nó nghiêng suốt, nó lắc suốt, nhưng không phải, đó là biểu hiện là thiếu máu. Và khi các bạn truyền xong, các bạn cảm thấy hô hấp nó trở lại rất là ok nè, trở lại nhanh, và niêm mạc các bạn thấy rõ ràng nè, niêm mạc các bạn thấy rõ ràng. Đó là cái phần mà các bạn có thể là hỗ trợ tôi nói, ví dụ cho bạn biết được cái việc mà duy trì nó hiệu quả hay không ha. Đó. Rồi cái cách mà để kiểm tra mất nước thì cô đưa ra nha, nó có năm mức. Thứ nhất nhỏ hơn 5%, thì thường là không phát hiện bằng cái kiểm tra cái triệu chứng thể trạng, mà chúng ta chỉ thấy nó bị ói, tiêu chảy, đúng không? Cái thứ hai 5% thì thường các bạn cảm thấy là niêm mạc nó sẽ khô, không có nước nha, và cái việc là thở nó có ảnh hưởng, thở hổn hển, thở nhịp thở nó cảm thấy mệt nhọc hơn. Rồi cái nữa là tim đập nhanh, tim đập nhanh, các bạn nghe thở mệt và đập nhanh mà chùa nó không có vận động gì hết. Rồi cái mức nữa là 7%, thì 7% là bắt đầu là nó ảnh hưởng tới cái việc đàn hồi của da và niêm mạc nó cũng có ha. Rồi tim, và cái tim khi lúc này thì nó sẽ yếu ha, yếu hơn, đập yếu hơn. Đó là cái những cái mà cô có thể để cho các bạn biết được, chẩn đoán được là nó ở cái mức độ nào ha. Hoặc là cái mức độ mà cao nhất là 12% thì cái độ đàn hồi đó mất trầm trọng niêm mạc khô và có dấu hiệu, ví dụ như là các biểu hiện là co giật, biểu hiện liệt, hay là ảnh hưởng tới hệ hô hấp, hệ tiêu hóa ha, và nó suy nhược. Đó đó là cái phần mà dạy chia ra, thì khi các bạn chia ra các bạn tiếp tục tính cho cô không? Cái lượng dịch truyền thì các biểu hiện nè, nó đi dần theo cái mức độ giống như cô mô tả ở cái phần trên này ha. Đó thì cái này là theo đúng cái phần mà về cái ý nghĩa của mất dịch các bạn, chứ không phải là những cái chỉ số mà cô ấy tổng hợp ra đâu, mà cái này là đúng theo cái phần mà mất dịch tổng hợp theo cái khoa học hết ha. Rồi thì chúng ta biết được cái phần mà cái lượng mất nó như vậy các bạn, thì chúng ta tiếp tục là chúng ta hỗ trợ nó không? Hỗ trợ cái phần lượng mất nó thì tính toán, thì cái công thức tính các bạn, tính chung cho dịch truyền tất cả, kể cả máu, kể cả máu. Thì sau này các bạn thi cô sẽ cho các bạn cái bài tập về phần tính dịch truyền này ha, cô cho một cái ca bệnh xong rồi cô cho bạn để bạn tính toán dịch truyền. Thì thứ nhất là các bạn phải xác định cái mức độ mất nước là bao nhiêu phần trăm nha. Thì các bạn biết được là 5%, 7%, 10%, 12%. Cái này là bạn phải chẩn đoán ha. Rồi cái thứ hai nữa, cái lượng mà bù trong 24 giờ thì chúng ta thường tính trừ ra cái phần mà nếu như con thú, ví dụ con heo, con bò, con chó nó còn uống được thì uống khoảng bao nhiêu nước, uống khoảng bao nhiêu khi mà chúng ta chỉ định ha. Còn không được thì chúng ta tính tổng cái lượng dịch truyền nó trong 24 giờ. Thì có các phòng khám thì thường là nếu như những con tiêu chảy đó có thể là truyền dịch sáng lần chiều lần trên cái việc mà chúng ta tính toán cấp nó, hoặc là nếu như mà ít thì chúng ta truyền một lần, đúng không? Thì cái lượng mất nó bằng cái phần trăm cái mất nước nhân cho trọng lượng cơ thể, nhân cho 1.000. Thì các bạn ứng dụng để bạn tính ha. Thì qua tuần sau, thứ thứ bảy chủ nhật tuần sau, ai ứng dụng được cái này thì các bạn nói cho cô biết, để cô cảm thấy cái sự hạnh phúc mà khi mà mình đã trao đổi với các bạn nhé. Ok chưa? Bạn đồng ý không? Bạn đồng ý các bạn giơ tay lên cho cô biết là các bạn còn theo dõi nha. Alo, alo. Rồi, đồng ý với bạn Khoa nha. Rồi, xíu nha. Rồi, ok ha. Thì qua tuần sau các bạn sẽ chia sẻ cho cô coi các bạn tính như vậy, các bạn điều trị như vậy nó có hiệu quả hay không, đúng không? Rồi, rất là nhiều bạn đồng ý ha.
Và kể cả nếu như các bạn nào mà bên nhân y thì các bạn vẫn áp dụng được cái công thức này, thì cô đã tham khảo từ nhân y và thú y hết á. Thì nếu ai mà trên nhân y cũng thực hiện, hoặc là người nhà của mình bệnh như cô cũng vậy, khi mà cô bị những cái bệnh thông thường cô cũng ứng dụng vào kiến thức cái của mình. Và khi mình đi bác sĩ thì người ta chỉ định như vậy, tôi biết đúng hay sai không, và tôi hiểu khi mà tôi khó chịu ở chỗ nào là tôi biết được tôi đang bị vấn đề gì đó không phù hợp, để tôi có thể nói với cái bác sĩ điều trị của tôi là đang không phù hợp với gì không. Thì đồng ý ha, tất cả các bạn là rất là ok, cô rất là mừng. Nhưng mà mừng nữa là nếu như mà tuần sau mà các bạn ứng dụng được cái phần này thì cái hiệu quả mà về cái truyền đạt của cô là không có nó đã có ý nghĩa ha. Nó bị khó chịu, nó bị kích ứng thì nó mới ho, đúng không?
thì ho có thể có con nó ho rơ run, nó ho thì nó đâu có ho rơ run, nó bị thủng phổi mà đúng không, do đó thì chúng ta khám để chúng ta biết nó bị ở vị trí nào đúng không, đâu thì chúng ta mới điều trị. Ngoài ra thì nếu như mà nó bị dịch viêm ở trong phế nang phế quản thì chúng ta tư vấn là như thế thì nó sẽ mang cái dịch viêm đó ra và kháng sinh thuốc nó vào trong được cái mô đó, là nội mô đó, nó khó khăn hơn là các cái mô tại chỗ bên ngoài đúng không. Thì cái đó là cô cũng chia sẻ để các bạn có những cái kỹ năng đó. Tôi mà tôi đi vô phòng bệnh viện á, chính tôi mà đi vô tôi khám thì bác sĩ hỏi bị gì, bác sĩ quay quay bác sĩ lấy thuốc chưa có rời vô khám gì là tôi không yên tâm đó. Mở nè, lấy tay nè, mở niêm mạc nó ra xem nè, rồi dở da rị lên điện xuống nè, coi mắt nó bị sao nè, lấy cái ống nghe đặt lên nghe nè, rồi hỏi ăn uống như thế nào nè, ăn cái thức ăn gì nè, những vấn đề đó tôi cảm thấy yên tâm và cái dịch vụ mình rất là tốt không.
16,25%. Vậy thì cần bao nhiêu ml dịch? Đông tính ra luôn ngay cái phần cần bao nhiêu ml dịch đâu? Đông. Thank you.
truyền từ từ ha. Thì để tí nữa cô ấy cô soạn cho các bạn vài bài tập để các bạn tính, để bữa sau các bạn có thể là tính lại cho cô để các bạn biết ha, trao đổi. Thì đó là áp dụng công thức thôi, cô cũng cho sẵn cho các bạn, ví dụ như là cái lượng cần bao nhiêu rồi cái lượng mắc bao nhiêu, đại khái như vậy các bạn áp dụng công thức nên nó cũng không khó, giống như ứng dụng ở trên trên phòng khám của các bạn thôi, chứ không có gì. Mình chỉ nhận biết được là nó mất bao nhiêu phần trăm và có cái số ký của nó là các bạn tính nó ra thôi. Thì chúng ta tiếp tục các bạn, tiếp tục thêm một cái phần nữa ha, cho nó xong cái này nó còn hơi nhiều. Rồi, cái phần này thì dễ rồi ha. Các cái đường cấp khi mà cung cấp dịch ha, thì có thể là truyền mạch nè, có thể là tiêm dưới da này, có thể là tiêm phúc mạc, tiêm phúc mô. Hay thì thường thì cái đường mà tiêm tĩnh mạch với tiêm phúc mạc á thì thường là nó sẽ hấp thu như nhau, đúng không? Và thường ví dụ như cô cũng nói là thường là sử dụng cái dung dịch là nhuận trương thì không có dùng tiêm ở mặt ha, là dùng đặng trương ha. Đó, thì nó thường nhuận trương nó sẽ làm sót, làm ảnh hưởng mặt ha, người ta không có thường dùng. Đó, thì các bạn cũng lựa chọn ha. Rồi các cái đường tiêm ha, cho qua ha. Đó, nếp mình vẫn tiêm với da nó vẫn hấp thụ được. Rồi tính giọt ha, thì cái này cũng nói để khi mà sao mà nó nhanh hay nó chậm đúng không? Thì nếu như 10 giọt nghĩa là trong 10 giọt là trên 6 giọt trên 1 phút các bạn, thường là mình tính là nó khoảng 10 ml các bạn. Thì cái tốc độ truyền á, nếu như mà truyền nhanh hay truyền chậm, có ai bao giờ mà truyền truyền dịch mà bị sốc chưa, truyền dịch thuốc mà bị sốc chưa? Thì nếu như các bạn truyền nhanh quá ngang, đối với những cái truyền dịch đó, mà những cái dịch truyền mà nó ảnh hưởng sốc nó không hấp thu được á, thì thường là nó sẽ nhanh. Ví dụ như ai mà chất cái canxi đi, chung hoặc là gluco đi, gluco 30% đi, bạn chích bơm nhanh vào thì thường là con chó nó sẽ bị ngất. Nè, có thể là nó sẽ bị ngưng thở luôn á bạn, đang ngưng thở luôn á. Do đó thì các bạn cũng nên tính giọt. Ví dụ như những con mà nó yếu quá bạn, thì các bạn nên truyền chậm, hoặc là những con thú nó nhỏ nè, thì chúng ta cũng tính ví dụ như là 60 giọt trong 1 ml, thì thường là 1 giọt á là truyền 1 phút, nó nhỏ xuống 1 giọt. Còn 10 giọt trong 1 ml, khi mình truyền ml đó là cho 10 giọt thì thường là 6 giọt trong 1 phút. Thì khi đó các bạn cũng mở ra, các bạn sẽ canh canh để truyền. Thì này là cái phần mà để chúng ta tầm được là cái con thú nó nhỏ hay lớn, hoặc là cái sự mà sức khỏe của nó là hô hấp nó là yếu hay là mạnh ha, thì chúng ta truyền chỉ định là truyền bao nhiêu giọt. Thì đó là cái tương đối ha. Rồi các cái pha thuốc như này chắc các bạn cũng biết nha. Thì cái pha thuốc ha, ví dụ như là sunfa thì không trộn với canxi, hoặc là destro ha, thì chúng ta không có nên chích chung. Chích chung nó sẽ áp xe đó. Rồi hoặc là chúng ta trộn quá nhiều thuốc để chích đường dịch vào vào mặt ha, trong cái dịch, hoặc là cái sử dụng cái chloramphenicol với vitamin B ha, thì thường là chúng ta không sử dụng chung. Đó là những cái chú ý ha. Rồi, cái này là cái nhu cầu mà nước hàng ngày, thì cái này là chỉ số bình thường ha. Truyền cho có các cái biến chứng thì cái này là cũng một cái mà các bạn cũng dạng như bị sốc đúng không? Ví dụ như là tiêm vào thì các bạn
bị tiêm bị truyền dịch rồi đó, à, đi truyền dịch rồi như bác sĩ á, à, hết chai dịch truyền này lấy dịch truyền khác, nhưng mà nó còn cái khoảng hoặc là còn chừa cái khoảng khí á, thì vào các bạn cảm thấy nó đau buốt và trong cái mạch máu nó không có khí, mà nếu như cái lượng khí mà nó nhiều thì cũng gây gây xấu đó, thì chú ý là chắc không ai mà vướng phải cái này ha, à, không ai vướng phải cái việc là nó còn khí ha, trong cái dây truyền để truyền vô cho thú ha. Cái thứ hai nữa là thường là truyền xong ngay chỗ vị trí nó sẽ đỏ, nó sẽ bầm, nó sẽ hoại tử không, à, thì khi truyền nhiều thì nó cũng có cái tình trạng này không, thì nó cũng sẽ tan ra thì cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà truyền quá mức quá nhanh thì thường hay bị sốc, à, cái này là phải chú ý, à, hoặc là bị chảy máu ngược lại ha, áp lực chảy máu ngược lại đó. Và trong cái quá trình ha thì cái truyền dịch này là bình thường đó, các bạn xử lý được, nhưng cái phần truyền máu, à, thì cái phần truyền máu là các bạn chú ý ha, sốc ha, thì thường truyền máu nó sẽ sốc, thứ nhất là nó không phù hợp với nhóm máu, đúng không? À, nhóm máu nó không phù hợp, à, thì nó cũng sẽ gây sốc. Cái thứ hai nữa là cái dị ứng khi mà truyền, à, thì cái cơ địa của con thú đó nó sẽ phản xạ phản vệ, à, ví dụ như là ngáp nè, ví dụ như là tăng huyết áp nè, tăng nhiệt độ nè, ví dụ như là ngứa phù mặt nè, cái dưỡng khác vân vân, à, hoặc là tụt nhiệt nè, à, là những cái xử lý sốc. Nên là thường á, ví dụ như là mình cũng thật ra thì các tài liệu ở nước ngoài và các tài liệu ở trong nước, nhưng mà thường á, thì cũng có những cái bài báo ta nghiên cứu trước khi mà truyền máu, truyền plasma thì thường là bạn là chỉ định là phải hỗ trợ nó bằng 1/2 cái lượng mà kích thích sốc dị ứng, như ta sẽ chích histamine hoặc là atropine, để cho nó giảm cái nhu động, giảm cái sự sốc trước khoảng 15 đến 30 phút trước khi truyền, rồi kiểm tra cái nhóm máu. Thì hiện nay bạn cũng trên chó mèo bạn cũng có kiểm tra nhóm máu, mà do là cái phần mà kinh phí nó cao do đó thì cũng chưa ứng dụng nhiều, nhưng mà thường là làm phản ứng liên kết, để có thể là chúng ta truyền cho nó đảm bảo không có bị liên kết hay không bị các cái phản ứng mà nó trung hòa cái nhóm máu với nhau. Thì chúng ta cũng lấy cái khăn của nhóm của máu cho kết hợp với cái tế bào, cái phần mà tế bào máu ha, huyết tương, tế bào máu nhận, và làm để nghiêng bạn coi nó có liên kết, nó có cái hạt hay không, nên còn nó hòa hợp thì chúng ta truyền bình thường. Nhưng mà hầu như hiện nay thì cô cũng cho các bạn chỉ định là truyền lần đầu thì cũng truyền bình thường nè, và chúng ta chọn cái máu cho là phải là đã tiêm phòng đầy đủ là khoảng 3 đến 6 tháng, tiêm phòng cái bệnh, và con cho đó nó phải khỏe, đảm bảo khỏe, không bị hô hấp, không bị tiêu hóa trong cái thời gian mà cho máu, hay không bị ký sinh trùng máu đó, và các cái bệnh mà suy dạng như là mãn tính thì đối với những con bé đó thì phải có hiệu quả ha. Và trong thời gian mà truyền máu, lấy máu để truyền á, thì cũng không có đang sử dụng thuốc điều trị ha, các cái bệnh nào đó đó, thì để đảm bảo cái chất lượng máu truyền. Và cái thứ hai nữa thì thường là những con mà lấy truyền máu đó thì thật ra thì các bạn 1 tuần các bạn sẽ lấy lại, nó đã tái tạo bạn lấy lại bằng truyền nữa vẫn được, nhưng mà nếu đảm bảo với cái số lượng đảm bảo phù hợp để cung cấp thì các bạn phải lấy là sau 6 tuần, sau 6 tuần sau khi lấy lần đầu. Và những bé mà lấy thì thường các bạn lấy của con đó bao nhiêu ký mới được lấy cô à, khi nào, tại vì thật ra không phải các bạn ở thành phố không mà cô có thể gửi cho các bạn được, ví dụ như là ở các tỉnh thì Phan Thiết nè, Cần Thơ nè, hoặc là các cái tỉnh khác, thì thường nếu mà có điều kiện thì cô sẽ gửi, các bạn cảm thấy tư vấn duy trì được thì sẽ gửi, còn không được thì các bạn sẽ tự lấy, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn có, hoặc là chủ đó người ta có những con cho
thì thường chúng ta sẽ lấy tại cái cơ sở của mình để nó thuận tiện nhất. Thì thường những bạn lấy là bé, ví dụ như chó thì các bạn phải lấy là trên 16 kg ha. Thì các bạn sẽ lấy được một đơn vị nè, một đơn vị. Giống như mà cái hồi nãy mà cái khởi đầu mà cô nói là cái tổng số cái lượng á, thì cái con chó mà 10 kg thì nó là khoảng là 1.500 ml là máu dịch thể, có nghĩa là nó là 1,5 lít đó. Thì khi chúng ta lấy thì lý lấy phải trừ nó lại 40% thì nó mới duy trì sự sống của nó được, đúng không? Và chúng ta không lấy hơn phần đó đó, thì mình thường chỉ định là lấy là 16 kg trở lên, đúng không? Và nếu như mà lấy hai đơn vị thì bé bạn phải tính lên cái lượng đó, nó nhân lên để lấy để lấy mới đủ, không lấy xong con mà chưa truyền, còn truyền để cứu thì con này nó đã chết mất nha. Đó đó là cái phần mà về chuẩn bị máu để có thể hỗ trợ truyền nè. Đây đây là các cái thể tích và cái số lượng, thì giống như tính nãy cô đã tính cho các bạn rồi nè. Rồi cái phản ứng ha, thì cô đã nói bạn nha, thì nếu như sốt thì chúng ta sao, ngưng lại đúng không, ngưng lại rồi hỗ trợ nó, rồi sau đó tại vì cái đó là phản ứng phản vệ lúc ban đầu đáp ứng miễn dịch của cái cá thể. Ai cũng vậy, các bạn chỉ uống paracetamol thôi các bạn cũng có những cái biểu hiện để phản ứng lại cái chất lạ đó. Thì trên thú mà truyền dịch truyền máu nó cũng như vậy, đúng không? Đó thì chúng ta ngưng lại và cấp nước hỗ trợ nó để cho nó ổn lại nhiệt độ, sau đó thì chúng ta chỉ định để truyền tiếp và truyền từ từ vào đó. Ngoài nếu như mà giảm nhiệt độ ha, mà thường mấy con mà giảm nhiệt độ thì hầu như là cô cũng chỉ định để hỗ trợ nó, nhưng mà thành công thì cũng khó, theo theo mình làm ra theo mình làm rất là nhiều ca, nên là mấy con đó thì mình cũng cân nhắc ha, cân nhắc đó. Rồi các cái nhóm máu ha, thì trên chó ha, trên người là như vậy, nhưng mà trên trên mèo ha, và trên chó thì thường á, nếu như các bạn có được cái DHA1 trừ thì quá đẹp, nhưng mà kìa tìm nó cũng không phải dễ, nó cũng giống như máu nuôi trên người vậy ha. Thì đối với cô cũng có một con đó, và bao nhiêu cái thử thì mới có được một con đó, và tôi cưng nó lắm, trừ khi mà không có thể nào sử dụng được, khi nó bị phản ứng hết tôi mới lấy cái bí kíp cuối cùng là nó ra, chứ còn phải lúc nào mà cô cũng nhận để mà lấy nó để truyền nó tất lần đọc các bạn nhớ. Thì cái đó là một cái làm về cái phần máu, nếu như được thì các bạn cũng nên ứng dụng để làm nha. Thì cái đó là một cái chia sẻ cái phần mới về truyền dịch, thì hồi xưa giờ các bạn học chắc thì học học nhưng mà cũng chưa tới cái phần truyền máu đó. Thì chắc cô cho các bạn xem cái phần mà lấy máu tại nơi để bạn có thể tự và tự tin để mình lấy máu trên tại cái phòng khám mình đang thực hiện, đúng không? Hoặc là có gì thì các bạn cứ ghé bệnh xá thì cô cũng sẽ hướng dẫn để các bạn tự tay làm ha. Thì chỉ cần là các bạn làm mà quen không có gì khó hết, không có việc gì khó ha, chỉ sợ mình không làm thôi, đúng không? Nên là cô cũng chia sẻ với các bạn về cái phần này và coi cái video ha.